Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do hiện tượng El Nino, nhất là các tháng đầu năm, nên nước về các hồ thủy điện rất thấp, nắng nóng diễn ra trên diện rộng và kéo dài đã ảnh hưởng lớn đến việc cung ứng điện, đặc biệt các tháng cao điểm mùa khô. Giá các loại nhiên liệu cho sản xuất điện có giảm so với năm 2022 nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn 2020-2021 nên chi phí khâu phát điện tăng cao. Công tác đầu tư xây dựng gặp rất nhiều vướng mắc về triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích đất rừng đã ảnh hưởng tiến độ, khối lượng đầu tư các dự án nguồn và lưới điện. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành liên quan, tập đoàn rất nỗ lực cố gắng khắc phục các khó khăn nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra kế hoạch năm và đã đạt được kết quả như sau. Một số kết quả chính về sản xuất kinh doanh. Điện sản xuất và mua toàn tập đoàn ước đạt khoảng 271,1 tỷ kWh, tăng 3,45% so với năm 2022. Điện thương phẩm ước đạt 251,25 tỷ kWh, tăng 3,52% so với năm 2022. Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn tập đoàn năm 2023 giảm xuống còn 6,15%, đạt 100% kế hoạch và giảm 0,1% so với năm 2022. Doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 497.000 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm 2022. Nộp ngân sách ước đạt 21.000 tỷ đồng. Về thực hiện chủ đề năm 2023, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tập đoàn và các đơn vị đã quyết liệt tiết kiệm, tiết giảm chi phí. Cụ thể, tiết kiệm 15% chi phí thường xuyên, tiết giảm từ 20% đến 50% chi phí sửa chữa lớn. Chi để tiết kiệm điện trong chiếu sáng văn phòng, điều hòa, tăng cường các cuộc họp trực tuyến thay cho cuộc họp trực tiếp để giảm chi phí đi lại, hạn chế hội nghị. Về công tác đầu tư xây dựng. Trong năm 2023, công tác đầu tư xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Tập đoàn và các đơn vị đã nỗ lực đề ra nhiều giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, về lưới điện, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, tập đoàn cùng các đơn vị đã quyết liệt và tập trung mọi nguồn lực để triển khai đầu tư các dự án truyền tải quan trọng, cấp bách như đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối, đường dây 500 kV Mun Sun Thạnh Mỹ. Tập đoàn cũng đã hoàn thành nhiều dự án lưới điện quan trọng để tăng nhập khẩu điện từ Lào, giải tỏa công suất các nguồn điện năng lượng tái tạo tại miền Trung, miền Nam và nguồn thủy điện nhỏ phía Bắc. Về nguồn điện, đã tập trung thi công 3 dự án trọng điểm gồm nhà máy thủy điện Iali mở rộng, nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng và nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1. Khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư, thu xếp vốn đối với các dự án thủy điện Trị An mở rộng, thủy điện Tích Năng Bắc Ái, nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2. Trong năm, tập đoàn đã ký kết và thực hiện giải ngân được các khoản vay, đáp ứng tiến độ triển khai các dự án quan trọng, lựa chọn được tổ chức tín dụng cho dự án nhà máy thủy điện Trị An mở rộng. Tổng giá trị khối lượng đầu tư toàn tập đoàn thực hiện năm 2023 ước đạt 90.997 tỷ đồng. Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các dịch vụ điện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội. 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Trung tâm Hành chính công và Cổng Dịch vụ công của các tỉnh, thành phố. Tiếp tục tập trung đẩy mạnh các dịch vụ điện điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt trên 96,27%. Tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công đạt 99,99%. Tiếp tục cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới. Công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN rà soát, cập nhật vào Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án tách trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia từ EVN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đã có các báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến các bộ ngành để hoàn thiện đề án. Đồng thời, tập đoàn cũng đang triển khai các nội dung trong đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Hoạt động an sinh xã hội. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn của năm 2023, tập đoàn và các đơn vị vẫn cố gắng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa trường học ở nhiều địa phương, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương, chăm sóc phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng ở một số địa phương. Tiếp tục duy trì thực hiện hoạt động thường niên, tháng tri ân khách hàng ở nhiều đơn vị và triển khai chương trình hiến máu tình nguyện,
tuần lễ hồng EVN lần thứ 9 ở nhiều đơn vị của EVN trong tháng 12. Một số tồn tại, hạn chế. Về cung ứng điện, trong 3 tháng đầu năm 2023, việc cung ứng điện được đảm bảo. Tuy nhiên, từ cuối tháng 4 năm 2023, do một loạt nguyên nhân xếp chồng, phụ tải tăng cao, nước về các hồ thủy điện rất kém, sự cố các tổ máy, thiếu than nên đã dẫn đến việc tiết giảm điện một số ngày trong tháng 6 năm 2023, các địa phương khu vực miền Bắc. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tập đoàn đã chỉ đạo các đơn vị thuộc tập đoàn và phối hợp với các nhà máy điện ngoài EVN khẩn trương khắc phục sự cố các tổ máy, làm việc với các nhà cung cấp để tăng thêm than khí cho phát điện. Nên kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2023 đến hết năm 2023, EVN đã đảm bảo cung ứng điện, không phải tiết giảm phụ tải. Trong năm, tập đoàn không cân bằng được tài chính trong sản xuất kinh doanh. Công tác đầu tư các dự án lưới điện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác thu xếp vốn vẫn còn khó khăn. Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024. Bước sang năm 2024, tập đoàn đã xác định mục tiêu của năm là tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và các dự án lưới điện theo đúng tiến độ được duyệt. Thực hiện các nhiệm vụ được giao về xây dựng thị trường điện theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động, tiếp tục quá trình tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức để phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của tập đoàn. Bối cảnh năm 2024 được dự báo sẽ có rất nhiều thử thách đối với EVN như khó cân đối tài chính do tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào như giá nhiên liệu, tỷ giá. Đầu tư xây dựng các dự án điện khó khăn trong huy động vốn, bố trí quỹ đất và bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tập đoàn đề ra phương hướng và các nhóm giải pháp để triển khai đồng bộ nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm gồm 1. Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, huy động tối ưu các nhà máy điện trong hệ thống, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của nhân dân. 2. Đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án, công trình nguồn và lưới điện. 3. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 4. Hoàn thành các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. 5. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ máy tổ chức phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành điện. 6. Tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số. 7. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. 8. Đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh quốc phòng. 9. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước. 10. Tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng. Năm 2024, dự báo tình hình cung cấp điện, sản xuất kinh doanh, cân bằng tài chính của EVN còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, đòi hỏi tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực và quyết tâm rất lớn của toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong tập đoàn, đặc biệt là cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự hỗ trợ giúp đỡ của các địa phương, nhân dân cả nước, tập đoàn sẽ cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo cung cấp điện cho đất nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.